Ngay sau khi kết thúc vụ xuân, các trạm bơm cũng đã tổ chức kiểm tra, vận hành thử, kịp thời xử lý sửa chữa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực, theo dõi sát lịch cúp điện để có kế hoạch vận hành bơm tưới phù hợp, bảo đảm cung cấp nước phục vụ cho sản xuất. Bên cạnh đó, công ty thủy nông sông Chu chi nhánh Thạch Thành đã phối kết hợp với các địa phương tập trung nạo vét kênh mương, đảm bảo cho nguồn nước bơm lưu thông, đáp ứng công tác sản xuất vụ mùa sớm cho bà con nhân dân. Được biết, công ty sông Chu chi nhánh Thạch Thành đang quản lý 23 trạm bơm tưới và 12 hồ đập, cung cấp nước cho tổng diện tích lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn huyện là 5.770 ha, trong đó diện tích lúa của vụ mùa là 3.352 ha. Đến thời điểm hiện tại, các hệ thống trạm bơm và các hồ đập đã cung cấp nước đổ ải cho bà con sản xuất lúa vụ mùa được khoảng 70% diện tích. Có mặt tại trạm bơm Long Điền 1, xã Thạch Long, theo quan sát, hiện trạm bơm này có 6 tổ máy, công suất đạt 1.000 mét khối nước trên 1 giờ, cung cấp đủ lượng nước, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 1.200 hecta diện tích lúa thuộc hai xã Thạch Long và Thạch Đồng. Cụm Long Đồng được giao nhiệm vụ quản lý 9 trạm bơm, trong đó 7 trạm bơm tưới với 2 trạm bơm tiêu. Thì hiện tại căn cứ vào cái nông lịch của huyện, thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi đã gieo cấy đổ nước, đổ ải xong đợt đầu để cho bà con gieo cấy. Hiện tại tỷ lệ gieo cấy cũng đạt được từ 10 đến 20% trong cái diện tổng diện tích của cụm quản lý là trên 3.200 ha. Toàn bộ hệ thống thì các trạm bơm tiêu thì chúng tôi cũng đã tiến hành bảo dưỡng và vận hành thử để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão vụ mùa. Cái diện tích phục vụ gieo cấy và tưới tiêu thì cơ bản trên địa bàn là bà con đã làm đất và đã đảm bảo nước để làm đất và chuẩn bị để cấy. Còn tỷ lệ đổ ải thì cũng đã đổ ải được tương đối trong cái diện tích phục vụ của cụm. Do đầu vụ, thời tiết có mưa nên mực nước sông Bưởi tăng. Bởi vậy, công ty thủy nông sông Chu chi nhánh Thạch Thành đã tăng cường tuyên truyền và thông báo cho các địa phương về kế hoạch và lịch bơm nước. Do chủ động được khu nông lịch, cùng với việc cày bừa sớm, phun thuốc khử trùng đồng ruộng, nên bà con nông dân tại các xã Thạch Long và các xã lân cận cũng đã tiến hành gieo xạ cho vụ mùa sớm.